Bất động sản quận 8 mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Ri đang có mặt cây đường Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân Nhà Bè, và trong một cái khu dân cư cực kỳ đẹp luôn. Nhà chúng ta bề ngang tới 66, cực kỳ rộng luôn, một trệt hai lầu sân thượng, được chủ xây dựng mới 100% luôn, full nội thất. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng tham quan cùng Ri ạ. Dạ, đây Ri đang đứng trước một cái khu dân cư cực kỳ đẹp luôn. Nhà ở đây thì rất là đẹp và xây dựng là 4 tầng hết, một trệt hai lầu và sân thượng, nhìn thì rất là mê luôn. Và ở đây thì cũng may mắn là còn một cái mảng đất trống như thế này. Và đây, khu vực này thì gia đình chúng ta thấy là đẹp long lanh luôn. Và xin mời đại gia đình ngắm mặt dựng căn nhà chúng ta. Đây, phải nói là căn nhà chúng ta có cái diện tích là bề ngang đến 6m6 lận. Xe hơi ngủ trong nhà luôn. Và với cái diện tích này thì nhà cực kỳ thông thoáng luôn ạ. Đây, xe hơi thì có cái ga xe cho gia đình chúng ta luôn. Ở trong thì có những cái hộc tủ ha, tủ để đựng đồ nè, rồi có những cái khung bông này, cách điệu rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi vào cái trước vào nhé. Nhà chúng ta thì khóa vân tay hết, khóa điện tử hết, cho nên là rất là tiện lợi luôn. Đây, nhà thì rất là rộng nha, full nội thất luôn, nệm sofa thì cao cấp đây, rất là cao cấp. Và bước vào nhà thì bà con thấy là có tranh, đèn chùm được trang trí rất là ngoạn mục luôn, phải nói là rất là đẹp. Tivi đồ màn hình phẳng thì có sẵn hết. Và trình đây xuống cái gian bếp này, rất là dễ thương. Cái gian bếp thì nó nằm ở bên, cho nên là từ phòng khách mà không để ý kỹ thì sẽ cũng không thấy được có cái bàn ăn như thế này. Đây là cái có cái quầy bar đây, có cái ghế mà ngồi đây, là vợ nấu thì ngồi đây tâm sự đồ, phụ rồi đặt rau đồ với vợ đồ, hồi cái em ơi cho anh đi nhậu xíu. Dạ đây, rồi tủ lạnh thì 4 cánh nha, mới ken luôn, là chưa sử dụng qua luôn. Có lò vi sóng, máy hút, tất cả là đồ chúng ta là hiện đại hết. Và tủ là không dự trữ ở dưới đâu, mà ở trên luôn, full luôn, như những đồ ta ít dùng thì người ta để ở trên này. Ở phòng khách thì gia đình mình thấy cũng có cái máy lạnh ở dưới phòng khách luôn, rất là đẹp ạ. Ở đây thì có giếng trời đây, giếng trời về phía sau đây, thì đựng rào chắn rất là cẩn thận và được trồng cây đây nữa. Phía sau thì có nhà vệ sinh ở đây. Rồi, dạ, đây xin mời đại gia đình chúng ta ngắm toàn bộ lại cái tầng trệt của căn nhà chúng ta. Cực kỳ đẹp luôn, rất là long lanh luôn ạ. Rồi, xin mời cả nhà mình cùng di chuyển lên lầu cùng Ri nha. Ở đây, ở bậc tam cấp thì gia đình chúng ta thấy là lót gạch đá hoa cương nè, trục trung trục hoành hết, full hết, kính cường lực và tay vịn bằng gỗ. Nhà chúng ta đi thì phải nói là bề ngang 6m6 thì đi quá gọi là im chân luôn, cực kỳ ngon luôn. Ở trên này thì có hai phòng ngủ, khu vực ở đây thì cũng có cái chỗ để đồ đây, học tủ đây, rất là tiện, ngay cửa sổ cầu thang nữa đây. Rồi vào trong phòng thì đây là cái căn phòng thứ nhất đây ạ. Rất là đẹp luôn, nhìn cực kỳ sang và ấm cúng luôn. Đây, có chỗ để tivi rồi tất cả luôn, rồi có tủ để quần áo tất tần tật luôn, phải nói là vào đây là không thiếu cái gì hết. Đây, ở nhà chúng ta thấy đây, rất là đẹp luôn. Rồi xin mời đại gia đình chúng ta di chuyển tiếp nha. Đây, qua cái căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai thì đại gia đình mình thấy đây là cửa gỗ hết, rất là đẹp luôn. Đây, tất cả là tủ âm tường nè, giường nè, full hết luôn, rất là đẹp. Và ở đây thì cái phòng này là cực rộng luôn. Đây, có nhà vệ sinh trong đây và có nhà tắm trong này nữa, rất là tiện. Dạ, đây. Rồi ra ngoài thì gia đình chúng ta sẽ thấy đây, cái ban công cực kỳ rộng luôn. Ban công này buổi chiều ngồi uống trà rồi cà phê rồi thì quá sướng luôn. Phải nói là ở đây thì chiêu là không thể chê vào đâu được hết. Và tất cả các phòng thì có tủ âm tường hết để đồ, rất là tiện. Máy lạnh thì có sẵn luôn, mới kem xe ben luôn. Đây, xin mời đại gia đình lên tầng 3 của ngôi nhà cùng Ri.
Lên tầng 3 thì khu vực này thì đi thấy là phải nói là sáng nha, ánh sáng rất là sáng ở đây. Và vào cái phòng thứ nhất thì cả nhà mình thấy nó cũng rất là rộng đây. Đây là cái không gian mở luôn này cho nên mình, và rất là rộng. Ở trong thì ở đây thì có nhà tắm đây, rất là đẹp. Và đây cái vòi nóc là rất là xịn sò luôn. Đây cửa sổ đồ có sẵn hết, đẹp, rất là đẹp. Rồi xin mời cả nhà mình di chuyển qua đây, chúng ta sẽ xem tầng 3 này như thế nào. Đây tầng 3 này là để không gian full luôn cả nhà mình. Đây và tùy chúng ta trang trí theo cái gu mà chúng ta thích. Đây vào đây thì còn có cả nhà vệ sinh đây, rất là đẹp. Phía trong thì không chê vào đâu được hết. Rồi bây giờ thì cái phần trọng điểm đây, đây là sân thượng tầng 4 của ngôi nhà. Lên đây thì gia đình mình thấy có cái giếng trời trên đây. Ở trên cái giếng trời này nữa thì thấy để cái bồn nước inox ở trên nữa. Tức là sân thượng là mình là full mình để sử dụng thôi, còn bồn inox là để trên cái nóc ở trên rất là rộng. Sân thượng này là để full một phòng ngay luôn nè. Chúng ta có thể làm phòng thờ nè, hay là tùy cái ý của gia đình sử dụng. Thì ở đây phía sau này, đây có chỗ để máy giặt đi đường ống sẵn luôn, rất là đẹp ạ. Này rồi từ phía sau này sẽ vòng ra luôn, ra phía trước luôn, rất là rộng đây. Phải nói là ở đây làm mà rất là dễ thương. Cách điệu như thế này đây, rồi có cả cái sân thượng rộng như thế này thì phải nói là quá tuyệt vời. Ở đây thì chiêu đồ cũng rất là đẹp. Buổi tối mà lên đây thì ngồi chơi ăn uống đồ tâm sự gia đình sau những ngày đi làm mệt mỏi thì rất là tuyệt vời đây. Rất là tuyệt luôn ạ. Xin chân thành cảm ơn đại gia đình chúng ta đã đồng hành cùng Ri tham quan trọn vẹn căn nhà. Và em xin nhắc lại căn nhà chúng ta có bề ngang diện tích là 3m 6m 6 và bề dài là 13m, kết cấu là một trệt hai lầu và sân thượng, trong đó có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Nhà chúng ta là full nội thất luôn và xây mới 100%, được chủ chào với cái giá là 8 tỷ 900 triệu đồng. Nếu đại gia đình chúng ta có muốn tham quan căn nhà này hoặc những căn nhà khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì xin vui lòng liên hệ với Ri qua số điện thoại được ghi trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại gia đình chúng ta vào những clip tiếp theo ạ.